Space at Sunlink. Bài hát tiếp theo được trình diễn bởi một bạn gái rất xuất sắc và năng động của Sunlink. Cô gái ấy luôn có phong thái vô cùng tự tin trên sân khấu và là một trong những gương mặt thân quen của hệ thống Anh ngữ Sunlink từ khi bạn mới học lớp 1. Please welcome Bảo Trâm from Sunlink Sidon. Let's enjoy the song Top of the World number 45. Hôm nay trên sân khấu, Bảo Trâm đến từ lớp K2.16, cơ sở Sidon sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc mang tên Top of the World với số báo danh 45. Xin mọi người cho một tràng pháo tay ạ. The world.